Sách Thi Thiên chương 3. Bài cầu nguyện buổi sáng. Thi Thiên của David sáng tác khi ông chạy trốn con trai mình là Absalom. Trước Giê-hô-va ơi, kẻ thù của con sao quá đông, số người nổi lên chống lại con nhiều vô số. Lắm kẻ nói về con rằng Đức Chúa Trời sẽ không giải cứu nó đâu. Nhưng lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che con, Ngài là vinh quang của con và là đấng làm cho con ngẩng đầu lên. Con lớn tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va và từ núi thánh Ngài đáp lời con. Con nằm xuống và ngủ ngon giấc, con thức dậy vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ con. Con sẽ không sợ hàng vạn người vây hãm con tứ phía. Lạy Đức Giê-hô-va, xin ra tay cứu giúp con. Lạy Đức Chúa Trời của con, xin cứu lấy con. Vì Chúa vả vào má mọi kẻ thù của con và bẻ gãy răng kẻ ác. Sự giải cứu thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện Chúa ban phước trên con dân Ngài. Sách Ma-thi-ơ chương 3. Chức vụ của Giăng Báp-tít. Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến rao giảng trong hoang mạc Giu-đê rằng: Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Giăng chính là người mà tiên tri Ê-sai đã đề cập đến khi nói rằng: Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc, hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài. Dân mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Dân chúng từ thành Jerusalem, khắp miền Giu-đê và tất cả vùng phụ cận sông Giô-đanh đều đến với ông. Họ xưng tội và được ông làm báp tem dưới sông Giô-đanh. Khi thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu báp tem, Dân bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn độc kia, ai đã báo cho các ngươi biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự nói rằng Abraham là tổ tiên chúng tôi. Vì tôi nói cho các ngươi biết rằng Đức Chúa Trời có thể khiến những đá này trở thành con cháu Abraham. Chiếc rìu đã để kề gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị đốn và ném vào lửa. Tôi làm báp tem cho các ngươi bằng nước để ăn năn tội, nhưng đấng đến sau tôi uy quyền hơn tôi không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp tem cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa. Tay Ngài cầm nia mà sảy thật sạch sân lúa mình, rồi thu lúa vào kho, còn rơm rác thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Đức Chúa Giê-xu chịu báp tem. Lúc ấy Đức Chúa Giê-xu từ miền Galilê đến với Giăng tại sông Giô-đanh để được ông làm báp tem. Nhưng Giăng cố ngăn cản Ngài và thưa rằng: Chính tôi mới cần Ngài làm báp tem cho, sao Ngài lại đến với tôi? Đức Chúa Giê-xu đáp: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta cần phải hoàn tất mọi việc công chính. Vậy Giăng vâng lời Ngài. Khi được báp tem xong, vừa lúc Đức Chúa Giê-xu lên khỏi nước thì kìa, các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Này, có tiếng từ trời phán: Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Sách Các Vua Nhất chương 21. Ahab chiếm đoạt vườn nho của Nabot. Sau các việc ấy, có chuyện này xảy ra cho Nabot, người Gít-tri-ên. Ông có một vườn nho ở Gít-tri-ên gần cung điện của Ahab, vua Samari. Ahab nói với Nabot: Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho trẫm để trẫm làm vườn rau, vì nó gần cung điện trẫm. Trẫm sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hoặc nếu ngươi muốn, trẫm sẽ trả cho ngươi bằng bạc đúng theo giá của nó. Nhưng Nabot tâu lại với Ahab: Đức Giê-hô-va không cho phép tôi nhượng cho bệ hạ di sản của tổ phụ tôi. Ahab trở về cung điện buồn rầu và tức giận vì lời Nabot người Gít-tri-ên đã nói với vua rằng: Tôi không nhượng cho bệ hạ di sản của tổ phụ tôi. Ahab nằm trên giường, quay mặt đi, không chịu ăn uống gì. Hoàng hậu Giê-sa-bên đến gần vua và hỏi: Sao bệ hạ buồn rầu và không chịu ăn uống như vậy? Vua đáp: Vì trẫm có nói chuyện với Nabot người Gít-tri-ên và bảo: Hãy nhượng cho trẫm vườn nho của ngươi mà lấy bạc, hoặc nếu ngươi muốn, trẫm sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác. Nhưng nó trả lời rằng: Tôi không nhượng cho bệ hạ vườn nho của tôi được. Hoàng hậu Giê-sa-bê nói: Chẳng phải bệ hạ đang cầm quyền trên Israel sao? Hãy dậy, ăn uống và vui lên. Thiếp sẽ tặng bệ hạ vườn nho của Nabot người Gít-tri-ên.
Jezabel nhân danh Ahab viết thư đóng ấn vua, gửi cho các trưởng lão và quý tộc đang cư ngụ cùng thành với Naboth. Trong thư bà viết: hãy truyền lễ kiêng ăn, rồi đặt Naboth ở hàng đầu dân chúng. Hãy đặt trước mặt nó hai tên vô lại để chúng tố cáo nó rằng ông đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua, rồi đem nó ra ngoài và ném đá cho chết. Những người trong thành, tức là các trưởng lão và quý tộc ở đó, đều làm theo lời Jezabel truyền dặn trong thư đã gửi cho họ. Họ công bố lễ kiêng ăn và đặt Naboth ở hàng đầu dân chúng. Bấy giờ, hai tên vô lại đến ngồi trước mặt Naboth. Hai tên đó cáo gian ông trước mặt dân chúng rằng Naboth đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua, rồi họ dẫn ông ra ngoài thành và ném đá ông chết. Họ cho người đến nói với Jezabel rằng Naboth đã bị ném đá và chết rồi. Khi Jezabel nghe tin Naboth đã bị ném đá và chết rồi, thì nói với Ahab: xin bệ hạ đi chiếm vườn nho mà Naboth người Gít-riên đã từ chối nhượng cho bệ hạ để lấy bạc đó đi, vì Naboth không còn sống nữa, nó đã chết rồi. Vừa nghe tin Naboth đã chết, Ahab liền đi xuống vườn nho của Naboth người Gít-riên để chiếm làm của mình. Eli tuyên bố án phạt của Đức Chúa Trời. Bấy giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán với Eli người Thi-sê-bê rằng: hãy đứng dậy đi xuống đón Ahab vua Israel ở Samari. Kìa, nó đang ở trong vườn nho của Naboth mà nó vừa chiếm để làm sản nghiệp. Còn nói với Ahab rằng: Đức Giê-hô-va phán, chẳng phải ngươi đã giết người rồi bây giờ lại chiếm đoạt sản nghiệp của nó sao? Còn phải nói tiếp, Đức Giê-hô-va phán, tại chỗ mà chó đã liếm máu của Naboth thì chó cũng sẽ liếm máu của chính ngươi. Ahab nói với Eli, hỡi kẻ thù của ta, ngươi đã tìm được ta sao? Eli đáp, phải, tôi đã tìm được vua, vì vua đã tự bán mình để làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. Vì vậy, ngài phán, ta sẽ giáng họa trên ngươi, ta sẽ quét sạch hậu duệ ngươi, tiêu diệt các người nam của nhà Ahab, dù là kẻ nô lệ hay người tự do trong Israel. Vì ngươi đã chọc giận ta, xui cho Israel phạm tội, nên ta sẽ làm cho nhà của ngươi giống như nhà Jeroboam, con trai Nebat, và giống như nhà Ba-Esa, con trai Ahija. Đức Giê-hô-va cũng phán về Jezabel rằng, chó sẽ ăn thịt Jezabel gần tường thành Gít-riên. Bất cứ ai thuộc về Ahab chết trong thành sẽ bị chó ăn thịt, còn ai chết ngoài đồng sẽ bị chim trời ăn thịt. Thật chẳng có ai giống như Ahab, đã tự bán mình làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Jezabel xúi dục. Vua đã làm điều rất ghê tởm là thờ các tượng thần như dân Amorit, là dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Khi nghe những lời này, Ahab liền xé áo, khoác áo vải bố, kiêng ăn, nằm quấn bao và tỏ ra hạ mình khiêm tốn. Bấy giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán với Eli người Thi-sê-bê rằng, con có thấy Ahab đã hạ mình trước mặt ta như thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt ta, nên ta không giáng họa trong đời nó. Nhưng đến đời con nó, ta sẽ giáng họa trên nhà nó. Sách Các Vua Nhất, chương 22. Ahab và Josaphat giao chiến với dân Aram. Suốt 3 năm, không có chiến tranh giữa Aram và Israel. Nhưng vào năm thứ 3, khi Josaphat, vua Judah, đến thăm vua Israel, thì vua Israel nói với quần thần mình rằng, các khanh chẳng biết rằng Ramoth Galaad thuộc về chúng ta sao? Thế mà chúng ta lại để yên, không lấy khỏi tay vua Aram. Rồi vua nói với Josaphat, ngài có muốn cùng tôi ra đánh Ramoth Galaad không? Josaphat đáp với vua Israel, tôi cũng như ngài, dân tôi cũng như dân của ngài, và ngựa chiến của tôi cũng như ngựa chiến của ngài. Tuy nhiên, Josaphat nói thêm với vua Israel, nhưng trước hết xin ngài cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Vậy vua Israel tập hợp các nhà tiên tri lại khoảng 400 người và hỏi họ, trẫm có nên đi đánh Ramoth Galaad không? Họ tâu, nên đi đánh, vì Chúa sẽ phó nó vào tay bệ hạ. Nhưng Josaphat hỏi, ở đây còn có nhà tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta cầu hỏi Chúa qua người ấy không? Vua Israel đáp với Josaphat, còn có một người tên là Miche, con của Jimla. Chúng ta có thể nhờ ông ấy cầu hỏi Đức Giê-hô-va, nhưng tôi ghét ông ấy, vì ông ấy chẳng bao giờ nói tiên tri lành về tôi, mà chỉ nói toàn là điều dữ.
Vua Sa-phát nói: Xin ngài đừng nói như vậy. Vua Israel gọi một hoàng quan đến và bảo: Hãy lập tức mời Mi-chê, con của Dim-la đến đây. Lúc ấy, vua Israel và Giô-sa-phát, vua Giu-đa, mỗi người đang mặc vương bào và ngồi trên ngai trong sân đập lúa, nơi lối vào cổng thành Samari. Tất cả các nhà tiên tri đang nói tiên tri trước mặt hai vua. Sê-đê-kia, con trai của Kê-na-na, làm một cặp sừng bằng sắt và nói: Đức Giê-hô-va phán, với các sừng này, con sẽ đánh dân Aram cho đến khi tiêu diệt chúng. Tất cả các nhà tiên tri đều nói như thế. Họ nói: Hãy tiến đánh Ramoth Gala-át, bệ hạ sẽ thắng, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay bệ hạ. Mi-chê báo trước sự bại trận của Ahab. Trong lúc đó, sứ giả đi mời Mi-chê nói với ông rằng: Kìa, các nhà tiên tri đồng thanh báo điều lành cho vua, xin ông cũng nói như họ mà báo điều lành. Nhưng Mi-chê đáp: Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, tôi sẽ nói điều gì Đức Giê-hô-va phán với tôi. Khi Mi-chê đến, vua hỏi ông: Này Mi-chê, chúng ta nên tiến đánh Ramoth Gala-át hay chẳng nên đi? Mi-chê đáp: Hãy đi, vua sẽ chiến thắng, Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Nhưng vua nói với ông: Đã bao lần trẫm lấy lời thề buộc ngươi chỉ nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói thật với trẫm. Bấy giờ Mi-chê nói: Tôi thấy toàn dân Israel bị tản lạc trên các núi như bầy chiên không có người chăn. Và Đức Giê-hô-va phán: Những người ấy không có chủ, ai nấy hãy trở về nhà mình bình an. Vua Israel nói với Giô-sa-phát: Chẳng phải tôi đã nói với ngài rằng người này không bao giờ tiên báo điều lành cho tôi mà chỉ toàn nói điều dữ đó sao? Mi-chê lại nói tiếp: Vậy hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngài, và toàn thể thiên binh đứng chầu bên phải và bên trái của ngài. Đức Giê-hô-va phán hỏi: Ai sẽ đi dụ Ra-háp để nó tiến đánh Ramoth Gala-át và ngã chết tại đó? Người trả lời cách này, kẻ trả lời cách khác. Bây giờ có một thần ra đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Tôi sẽ đi dụ ông ấy. Đức Giê-hô-va hỏi: Dụ cách nào? Thần ấy thưa: Tôi sẽ đi và làm một thần nói dối trong miệng những nhà tiên tri của ông ấy. Đức Giê-hô-va phán: Phải, ngươi sẽ dụ nó được. Hãy đi và làm như ngươi đã nói. Vậy bây giờ, kìa, Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các nhà tiên tri của vua, vì Đức Giê-hô-va đã định giáng họa cho vua. Bấy giờ, Sê-đê-kia con của Kê-na-na đến gần tát vào má của Mi-chê và hỏi: Bằng cách nào thần của Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi tôi để đến nói với ông? Mi-chê đáp: Ông sẽ biết điều đó trong ngày ông chạy từ phòng này đến phòng kia để lẩn trốn. Vua Israel ra lệnh: Hãy bắt Mi-chê giao cho thị trưởng Amon và hoàng tử Joash và dặn họ. Vua bảo: Hãy bỏ tù người này, chỉ nuôi nó bằng bánh và nước đủ sống cầm hơi cho đến khi trẫm trở về bình an. Mi-chê nói: Nếu vua trở về bình an thì Đức Giê-hô-va đã không phán qua tôi. Ông lại nói tiếp: Tất cả mọi người hãy nghe những lời tôi vừa nói. Sự bại trận và cái chết của vua Ahab. Thế rồi, vua Israel cùng với Giô-sa-phát, vua Giu-đa lên đánh Ramoth Gala-át. Vua Israel nói với Giô-sa-phát: Tôi sẽ cải trang và ra trận, còn ngài cứ mặc vương bào. Như vậy, vua Israel cải trang mà ra trận. Lúc bấy giờ, vua Aram đã ra lệnh cho 32 quan chỉ huy chiến xa rằng: Các khanh đừng đánh ai, dù lớn hay nhỏ, nhưng chỉ đánh giết một mình vua Israel mà thôi. Vì vậy, khi các quan chỉ huy chiến xa thấy Giô-sa-phát thì nói rằng: Đúng là vua Israel đây rồi. Vì thế, chúng quay sang tấn công ông, nhưng Giô-sa-phát kêu thét lên. Khi các quan chỉ huy chiến xa thấy không phải là vua Israel thì dừng lại, không đuổi theo nữa. Bấy giờ, có một người tình cờ giương cung bắn trúng vua Israel ngay chỗ nối của áo giáp. Vua nói với người đánh xe của mình rằng: Hãy quay cương lại, đưa trẫm ra khỏi trận địa, vì trẫm bị thương nặng. Nhưng chiến trận hôm đó trở nên ác liệt, cho nên phải có người đỡ vua đứng trong xe để chiến đấu với quân Aram. Đến chiều tối thì vua chết, máu từ vết thương chảy xuống cả sàn xe. Lúc mặt trời lặn, có người loan báo khắp trại quân rằng
ai nấy hãy trở về thành và xứ mình. Vậy vua Băng Hà, xác vua được đem về Samari và chôn cất tại đó. Người ta rửa xe của vua tại ao Samari, là nơi có những gái mại dâm thường tắm, và chó đến liếm máu vua, đúng như lời Đức Chúa Va đã phán. Các việc khác của Ahab, những công trình vua thực hiện, gồm cung điện được trang trí bằng ngà và các thành vua xây cất, đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel. Ahab ăn giấc cùng tổ phụ mình. Con của vua là Achazia lên ngôi kế vị. Jehoshaphat làm vua Juda. Vào năm thứ tư đời Ahab, vua Israel, thì Jehoshaphat, con trai Asa, lên làm vua Juda. Jehoshaphat lên ngôi vua lúc 35 tuổi, trị vì 25 năm tại Jerusalem. Mẹ vua là Asuba, con gái của Sichi. Vua đi theo đường lối của vua cha là Asa, không hề sai lệch. Vua làm điều thiện dưới mắt Đức Giê-hô-va, nhưng vua không phá bỏ các nơi cao. Dân chúng vẫn còn dâng sinh tế và đốt hương trên các nơi cao đó. Jehoshaphat giao hảo với vua Israel. Các việc khác của vua Jehoshaphat, thế lực của vua, những cuộc chiến vua tham dự, đều được chép trong sách lịch sử các vua Juda. Vua quét sạch khỏi xứ bọn mại dâm nam trong các miếu thờ còn lại từ thời Asa, cha mình. Lúc ấy, ở Edom không có vua, chỉ có một quan tổng đốc cai trị. Jehoshaphat đóng một đoàn tàu Ta-rê-si để đi Ophir chở vàng, nhưng không đến đó được vì tàu bị vỡ tại Ezion-geber. Achazia, con của Ahab, nói với Jehoshaphat: "Xin cho các đệ tớ tôi đi tàu với các đệ tớ ngài." Nhưng Jehoshaphat không đồng ý. Jehoshaphat ăn giấc cùng tổ phụ và được chôn với họ trong thành David, tổ phụ vua. Joram, con trai vua, lên ngôi kế vị. Achazia làm vua Israel. Vào năm thứ 17 đời Jehoshaphat vua Juda, thì Achazia, con trai Ahab, lên ngôi vua Israel và cai trị 2 năm tại Samari. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, đi theo đường lối của cha mẹ mình và đi theo đường lối của Jeroboam, con trai của Nebat, là người khiến cho Israel phạm tội. Vua phục vụ và thờ lạy Ba-anh, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel như cha vua đã làm.